Thưa sư, nếu người lấy cắp đồ của mình mà giá trị lớn thì khi mình đòi lại bị phạm mình đòi lại lại bị phạm giới thì có nên đòi lại không? Cái vấn đề như thế này. Quý vị có còn nhớ là trong cái giới mà trộm cắp dựa theo cái nói phải trích dẫn, không trích dẫn thì mất công, có người lại nói là mình nói bừa, nói bừa. Chờ tí. Đây. Sư phải trích dẫn là chuyện gì đây? Đây nè. Đây là cái tặng luật ha, tặng luật trong cái giới tỳ kheo, cái phần mà cái tội mà trộm cướp á. Thứ nhất chúng ta phải xét đến thứ nhất là cái vật vật chưa được cho, vật chưa được cho, vật chưa được cho thì nói như vậy. Khi mà người ta lấy đồ của mình, khi người ta lấy đồ của mình thì cái vấn đề ở đây là chúng ta nên xét là khi người ta lấy như vậy đó, nó cái đồ đó nó thuộc về người ta rồi hay nó còn là của mình? Quý vị suy nghĩ. Nhưng mà cái đó không phải là cái mà sư quan tâm, mà cái sư quan tâm là cái này. Theo cái lối trộm cướp, theo cái lối trộm cướp ha, có nghĩa là có tâm trộm cướp, có tâm lấy trộm, đây là cái quan trọng nhất. Đây, thầy giá sằng khà tằng tí thầy giá chít tô áo quá há ra na chít tô, có nghĩa là cái điều quan trọng nhất ở trong cái chỗ này đó, ở cái câu hỏi này đó, là chúng ta phải có tâm lấy trộm mới được, phải có tâm lấy trộm mới được. Còn nếu như chúng ta nghĩ đó, đây là đồ vật của tôi, anh lấy đồ vật của tôi, bây giờ anh phải trả lại cho tôi, đây là đồ vật của tôi, anh lấy của tôi, anh phải trả lại cho tôi, thì sư xin hỏi đó phải là tâm trộm cướp hay không? Nó không phải tâm trộm cướp, đó là cái tâm lấy lại tài sản, nó lấy lại tài sản nha, tâm đó không phải tâm trộm cướp. Và khi vị ấy không có tâm trộm cướp thì làm sao vị ấy phạm giới? Nhưng mà trường hợp này nó lại khác nè, trường hợp này nó lại khác nè. Ví dụ như người ta lấy cái xe của mình, cái xe có giá trị lớn, nó trộm cướp, nó lấy cái xe, nó lấy cái xe thì khi nó lấy như vậy cái xe thuộc về tên ăn trộm, công an bắt nó, cảnh sát lấy cái xe đó đưa lại cho mình thì nó lại là vấn đề khác. Vấn đề khác nhau ở chỗ nào? Cảnh sát lấy cái xe của thằng ăn trộm, anh ăn trộm đó, ảnh không có ý trả, anh ăn trộm anh không có ý trả, thì có nghĩa là cái người cảnh sát đó họ lấy cái tài sản mà anh ăn trộm ảnh không có cho. Tuy nhiên xét về giới đó, phải xem coi quý vị nhận nhận cái tài sản đó quý vị nhận bằng tâm gì, quý vị nhận bằng tâm gì. Nếu mà quý vị nghĩ rằng đó
khi cái anh ăn cướp này đó, anh ăn trộm này đó, ảnh lấy cái xe thì cái xe đó đã thuộc về cái anh ăn trộm. Và nếu như đó, nếu như cái anh cảnh sát ảnh lấy lại đó, ảnh không được tên ăn trộm cho phép, và anh ăn trộm ảnh cũng không có nói là ảnh trả lại mình. Thì như vậy mình lấy như vậy là mình trộm cướp của anh ăn trộm, thì như vậy quý vị không được lấy. Cái tâm nó phức tạp như vậy thì khi đó quý vị không được lấy. Nhưng nếu như quý vị nghĩ đó, nếu như quý vị nghĩ rằng đây là tài sản của tôi và nhờ các anh cảnh sát, các ảnh tìm lại cho tôi, đây là tài sản của tôi, thì quý vị không có tâm trộm cướp. Cái chi phần rất quan trọng trong cái giới này đó là chúng ta có tâm trộm cướp hay không. Điều đó nó sẽ quyết định là chúng ta có phạm tội trộm cắp hay không phạm tội trộm cắp. Nè. Đó. Cho nên á, cái câu hỏi này là một dạng câu hỏi móc câu. Mà nếu như chúng ta không có phân tích kỹ đó, là chúng ta dính liền. Cái tâm của anh là cái tâm gì? Cho nên một vài vị tỳ kheo đó, một vài vị tỳ kheo khi các vị đó suy nghĩ quá nhiều và do ngần ngại thì các vị ấy có thể không nhận lại, có thể không nhận lại do ngần ngại. Tại vì giống như trong luật á, luật của tỳ kheo là khi một vị tỳ kheo không chắc cái gì thì tốt nhất là không nên làm. Ví dụ như mình không chắc là làm như vậy có phạm giới hay không thì không nên làm. Đấy. Ví dụ như là ra đường. Thì ra đường quý vị thấy cái tờ 500 ngàn nó rớt ở giữa đường. Chỉ khi nào quý vị chắc chắn rằng, quý vị tin tưởng 100% rằng đó là người ta làm rơi, đó người ta bỏ rồi, cái này là vật vô chủ, vật vô chủ, người ta ai đó bỏ, người ta không có lấy nữa, đó là vật vô chủ, thì quý vị lấy lên không sao. Còn khi mà quý vị băn khoăn á, chà không biết ai làm rớt cái này rồi họ có tìm lại hay không ta, thì khi quý vị có cái sự băn khoăn như vậy là quý vị không được đụng vô. Tuy nhiên nếu như quý vị nghĩ như vậy, giờ tôi cầm tôi giữ giùm để nếu mà ai có tới thì tôi trả, thì không có trộm cắp. Còn nếu như mà mình thấy như vậy đó, mà mình quý vị suy nghĩ đó, cái này chắc có ai đó, nhưng mà bây giờ không có. Em nói hỏi có ai không, có ai làm rớt tờ tiền này không? Không có phải không? Không có, không không không, không ai nhận phải không? Không có ai nhận tôi lấy, thì quý vị phạm tội trộm cắp. Tại sao? Tại vì chúng ta biết rõ trong bụng mình á, biết rõ trong bụng mình á, chủ nhân của cái tài sản đó họ chưa quay lại lấy, và chẳng qua họ không có mặt, họ không có mặt thôi, chứ không có nghĩa là họ bỏ, mà mình tự mình lừa mình tự mình lừa mình, mà khi như vậy là phạm tội trộm cắp. Thành ra phải chắc chắn cái tâm của chúng ta nó rất là vi tế. Thành ra đó, các vị tỳ kheo về một vấn đề gì của luật á, khi các vị đó không chắc, khi các vị đó không chắc là các vị đó không làm. Đó.